仲要害人，人间积怨何容忍？前因这世我独行，苍天恨，齐心甘与苦共行，哪吒不怕雷霆震，誓死驱散过渡人，解厄运。山浩真，愿能为你得永生。夏雨夜，惊天地，痛爱我不计心和神，但遇着这算是缘分，总再见亦难作恩情，抛意永在心。Tập trước kể đến Na Tra được phong làm đại nguyên soái, còn được ban cho phong quả luân, một ngày đi được 3.000 dặm. Nếu mà con không coi binh thư thì phụ mẹ xếp đồ đạc đi chứ. Con đang coi binh thư thiệt mà. À, cái thằng quỷ này. Con đang coi binh thư á hả? Hả? Cười cái gì? Được, để con kể mẹ nghe nha. Thì ra trong cặp phong quả luân đó quả thật rất là vui. Dù một cái bay qua ngọn núi, dù một cái nửa liền bay qua xuyên đám mây. Thiệt tình mất rượu chết luôn. Không biết bây giờ con giống cái gì nữa. Điên điên khùng khùng. Lỡ mà để thuộc hạ trông thấy con á, con làm gì còn quân quy nữa. Hả? Nè, quân quy đâu? Đâu có phải như vậy. Quân quy phải như vậy nè. Thôi đi, kinh tởm quá đi. Mặc kệ con, giỡn với con nữa. Mẹ ơi. Gì? Hay là mẹ cũng thử đi. Thử gì? Phong quả luân á. Dĩ nhiên là không được rồi. Lỡ mà thừa tướng biết được á là phạm quân quy đó. Mẹ à, vui lắm á. Không có giỡn nữa mà. Con thiệt tình. Mẹ à. Không giỡn. Mẹ tưởng con muốn lắm sao? Ai... Thực ra con chỉ muốn gặp cha thôi mà. Con muốn gặp cha của con hả? Muốn gặp cha có đúng vậy không hả? Cho dù con không muốn gặp mà mẹ cũng muốn gặp mà, phải không? Chia cách bấy lâu không cần gặp nữa. Chính vì chia cách bấy lâu mới quan trọng chứ bộ. Ngày mai chúng ta ra trận rồi, không biết chừng nào mới được gặp cha. Nói nghe cũng phải, có thể lâu lắm mới được gặp lại. Nếu mà biết sớm muộn gì cũng đi thì hồi nãy quyết định đi đãi cho rồi. Tại mẹ nói dai chứ bộ, mất mớ thứ con chứ. Con đổ thừa mẹ hả? Con có tin mẹ không đi không? Không đi hả? Mà được vậy. Lại. Gì nữa đây? Con muốn gì đi? Đi cũng con mà không đi cũng con muốn gì? Nè, con nói là không đi hồi nào, tại mẹ nói không đi thôi mà. Mẹ nói không đi hồi nào? Mẹ vừa mới nói là không đi mà. Không. Có. Không. Vậy đi hay không? Đi. Dạ. Con có biết điều khiển phong quả luân không? Mới lần thứ nhì con chưa dám chắc. Vậy làm sao gọi nó tới? Đơn giản thôi. Vậy được rồi. Tới rồi kìa. Đúng là càng nhìn càng đẹp nghe, hợp với thân phận con lắm luôn. Giới thiệu cho mẹ làm quen đi. À phải, Phong Quả Luân, đây là mẹ của ta nghe. Ngươi phải đối xử đàng hoàng nghe. Lên. Ê. Con à. Sao giống như chèo thuyền vậy? Hey, tân binh mà, vậy là điều khiển tốt lắm rồi. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Lên đường thôi Phong Quả Luân. Tội mẹ nhịn dưới kìa. Đừng có bay nhanh quá, mẹ chóng mặt lắm. Trời ơi, không nhanh không được đâu. Nhanh mới có cảm giác mát rượu chứ. Nè mẹ thấy không, bây giờ bay cao như vậy đủ hưng phấn chưa mẹ? Trời ơi, bay cao quá, muốn rớt tim luôn. Mẹ à, nhưng lúc còn thời gian, hay là ta đến cực nam đảo một vòng rồi mới đi tìm cha được không vậy? Hả? Không đi đâu. Không đi hả? Vậy quay lại ha. Mẹ chỉ nói là không tới cực nam thôi. Vậy giờ đi đâu? Đi tìm cha con. Rõ ràng mong nhớ cha mà. Bay nhanh đi.
Sao mày nói sợ? Mày sợ con ngủ gục thôi. Vậy con bay nhanh lại nha. Đừng bay nhanh quá, sợ lắm á. Thần cũng mẹ rồi, ma cũng mẹ luôn, kỳ luôn. Giữ chắc đi. Trò Tinh ca. Tinh ca, Quỳnh lại ngồi xem binh thư hả? Có gì để coi chứ? Bây giờ triều đình mày mọc kinh sử cũng vô ích thôi. Quan trọng nhất là tinh thông lanh lợi, miệng lưỡi phải thật là ngọt liệm, biết lấy lòng nương nương mới là tài giỏi. Nè, vậy có khác gì công công chưa? Hơ, Quỳnh đừng khi dễ đám công công nha. Họ luôn hiểu ý của nương nương nhất đó. Thí dụ như tên Khư Hoàng vậy, luôn cả mùi cũng phải nể mặt hắn. Nè Tĩnh ca, tháng sau là thọ thần của nương nương rồi, Quỳnh nghĩ coi nên tặng cho nương nương cái gì. Trời ơi, coi, Quỳnh kêu Quỳnh suy nghĩ mà. Thì tặng đại bức tượng Bạch Ngọc Nữ Hoa đi. Tầm thường quá sao được chứ. À, mỗi muốn tìm cái đặc biệt phải không? Sao không nói sớm? Được, bây giờ mũi về phòng trước dùng cái đi. Sao lại bắt mũi về phòng? Mũi ở đây Quỳnh nghĩ không ra sao? Thì đó, lúc suy nghĩ Quỳnh đã quen ngồi một mình mới có thể tập trung tinh thần. Bây giờ mũi cứ về phòng đi, chừng nào Quỳnh nghĩ ra sẽ nói cho mũi biết ngay mà hả? Quỳnh có nghĩ mới nói đó nha. Được rồi, mũi cứ về phòng đi. Mũi không về phòng Quỳnh sẽ không nghĩ được gì hết. Quỳnh nhớ đó, đừng chọn thứ tầm thường quá. Được rồi mà, nhất định phức tạp. Cái gì? Ê, không phải, tuyệt đối không tầm thường. Đi cẩn thận nha. Ừ. Bên này nè cha. Hả? Tĩnh ca. Thập nương, Na Tra. Cha. Na Tra không còn là người củ sen nữa. Nó đã hồi phục thân xác huyết nhục rồi. Vậy à? À phải, Na Tra. Lúc nãy con đạp trên hai đống lửa là gì á? Là phong bỏ luôn đó cha. Phong bỏ luôn. Tĩnh ca. Phong... Bây giờ Na Tra nó thực sự khôn lớn rồi. Nó đã biết suy nghĩ rồi. Nó cùng muội về đây để thăm huynh. Vậy à? Ây, vậy thì hay quá. Tĩnh ca, Tĩnh ca. À? Sao chưa về? À? Nghĩ ra à, chưa? Nghĩ ra rồi. Là chúng ta đừng nói lâu quá. Đi thôi mẹ. Đi, cẩn thận nha. Nhớ lo cho mẹ đó nghe. Hả? Con biết. Muội đi nha. Đi mẹ. Sao hả? Quỳnh nghĩ ra chưa? Nghĩ ra rồi. Có rồi thì nói đi. Thì nói... Họ bay xa cỡ nào vậy? Trời ơi, Quỳnh lẩm bẩm cái gì vậy? À phải, Quỳnh nghĩ ra rồi, tặng con diều cho nương nương đi. Con diều? Không hay hả? À để Quỳnh nghĩ tiếp. Không cần nghĩ nữa. Hả? Nhìn Quỳnh chẳng biết suy nghĩ gì hết. Quỳnh về phòng đi, về phòng có bình thư của Quỳnh đi, để muội tự nghĩ hay hơn. Vậy muội ráng suy nghĩ nha, Quỳnh về phòng có bình thư á. Nữa, tì bà, sao con không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị hả? Phải à, gấp thì gấp đi, sao xới qua xới lại vậy? Không ăn nữa. Có chuyện gì vậy? Chút xíu chuyện sao mặt mày chù ụ vậy? Có phải không khỏe không? Có phải là triều đình có chuyện gì phiền phức lắm không? Cả nhà đang ăn cơm mà, muội nổi cáo gì chứ? Có phải con chọc giận nó không? Không có, con đâu có chọc tức cổ. Con chỉ nói cổ đừng xới tới xới lui nữa thôi, không lẽ nó vậy sai sao? Đại ca, nhị tẩu ra ngoài làm việc cực khổ lắm, đầu tắt mặt tối, Quỳnh nên lo lắng cho nhị tẩu. Quỳnh đã không làm, bây giờ còn tỏ ý không hài lòng, còn đòi chọc tức nữa hả? Quỳnh đã nói Quỳnh không có. Lẽ nào chứ lại chọc tức chị nương chứ? Người lớn đang nói chuyện, con nít đừng có xen vào. Đại ca chỉ muốn nói sự thật thôi. Ngày thường chỉ có nhị nương chọc tức cha, đời nào cha lại chọc tức chứ? Vô phép vô tắc, đứa nhỏ cũng vậy, tôn ti bất phân. Đại ca làm lớn, khỏi phải nói nữa đi. Quỳnh nên xin lỗi tì bà. Tự nhiên xin lỗi cái gì? Quỳnh đã nói Quỳnh không có chọc giận cổ mà. Con không chọc giận nó, không lẽ mẹ chọc giận nó sao? Tì bà nó là phụ nữ, nó vừa phải gánh vác gia đình, vừa phải lo công việc ở triều đình nữa. Thử hỏi nó lo được bao nhiêu? Con không thể giúp nó đã đành.
tại sao còn chọc tức nó chứ? Thì đó, nếu không nhờ tỳ bà chạy đôn chạy đáo như vậy, chứ vị thiên dương giữ nổi sao? Còn chúng ta sung sướng vậy hả? Bữa nào cũng ăn thịt ăn cá. Đủ rồi, đủ rồi. Xưa nay Lý Tịnh này không cần chức vị thiên dương gì đó, không cần gì hết. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, muốn ăn một bữa cơm, thật là an nhàn thôi. Hả? Cả gia đình vui vẻ với nhau, cơm đạm bạc canh lạc cũng không quan trọng. Tôi chỉ thà ăn chén cháo trắng, không ăn cơm bát vị. Hả? Bây giờ huynh sống trong gia đình này bất mãn lắm sao? Chịu tai tiếng lắm sao? Cháo trắng cái gì chứ, cơm bát vị cái gì chứ? Chỉ là cái cớ thôi, cái thực tế gọi trước mặt tôi, huynh ăn cơm không có nổi. Mũi nó lạc đi đâu vậy? Mũi ra ngoài bị người ta chửi, về tới nhà bắt mọi người trút giận, vậy tức là sao? Lý Tịnh này không nhất thiết phải làm thiên dương, làm một người đàn ông là đủ lắm rồi. À, tức là huynh trách mũi nhiều chuyện chứ gì? Mũi muốn nghĩ sao thì nghĩ, mũi suy nghĩ lệch lạc huynh cũng đành chịu. Tóm lại từ nay huynh xin mũi khỏi phải tất bật vì huynh nữa, Lý Tịnh này không dám nhận đâu. Từ nay huynh không dám nhờ mũi chuyện gì nữa đâu. Được, huynh đã nói đó nha, vậy thì từ nay huynh đừng có cầu xin tôi. Tì bà. Ăn cơm. Tì bà. Đại ca. Đại ca. Ăn cơm đi. Mùi mùi, có chuyện gì buồn vậy? Đừng có nhắc nữa mà. Lại là người đàn ông đó chọc tức mùi à? Mùi không biết có phải kiếp trước mắc nợ hắn không? Uổng công mùi bán thân bán mạng đầu tắt mặt túi vì hắn, hắn đối xử với mùi thế nào? Bây giờ trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến người kia. Đám đàn ông luôn đê tiện như vậy đó, đến khi mất rồi, đi rồi họ mới biết trân trọng. Vậy tỷ nói đi, người kia có gì quan trọng chứ? Mùi có gì không sánh bằng cổ? Xét nhân duyên, xét bản lãnh, cộng thêm hầu hạ, mùi không có thua kém gì cổ đâu. Mùi thua ở chỗ mùi là yêu tinh, còn cổ là người. Yêu tinh thì sao chứ? Yêu tinh xét thế nào cũng giỏi hơn con người mà. Có những chuyện ai cũng có thể làm, nhưng còn yêu tinh thì dù tu bao nhiêu kiếp cũng không có làm được. Là chuyện gì? Nối dõi tông đường. Nối dõi tông đường. Đám đàn ông luôn thô thiển như vậy, họ chỉ biết có con mới là trên hết. Vậy thì sao chứ? Muốn có con quan trọng lắm sao? Muội thật sự không phục. Đám đàn ông đó, muội dành trái tim cho họ, họ lại không biết quý. Con ông mạnh nhất ở đuôi, độc nhất là giả đàn bà. Khi một người đàn bà quyết tâm muốn người đàn ông mà họ yêu thương khuất phục, họ sẽ bất chấp tất cả tính toán chi li. Từ nay gia đình của Lý Tịnh lại xảy ra nhiều chuyện. Dương Tiễn, con hãy cùng Đặng Thiền Ngọc, Thổ Hành Tông đánh năm vạn binh đến vạn trúc ngày. Tây Bá Hầu đã liên lạc với nhân lực khắp nơi, tập trung 10 vạn đại quân ở địa phương. Sau khi con hội ngộ thành công thì chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị công việc phạt chủ. Mặt tướng Tư Mệnh, còn hai người phải cố gắng phò trợ Dương Tiễn đoái công chuộc tội. Dạ thì chưa biết. Lầu Chân Tử, còn tiếp tục liên lạc với nhân sĩ các nơi, tập trung thêm những chi sĩ phạt trụ. Mặt tướng tuân lệnh. Thưa tướng, con đi đâu? Con không cần phải đi đâu hết. Không đi đâu hết? Có phải lão đảng trí quên khuyên công nhiệm vụ cho con không? Sao con vô lễ quá vậy? Sự thật là vậy mà. Người ta làm tiên phong thì được lãnh binh, còn con làm nguyên soái chẳng được gì hết, con... như vậy đâu được. Con không cần nóng lòng, lão phu có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho con làm. Mấy đêm nay lão phu quan sát bầu trời, phát hiện đế tinh ảm đạm, và bên cạnh đế tinh có một ngôi yêu tinh quấy phá. Lão phu tin chắc ngôi yêu tinh này chính là yêu cơ bên cạnh trụ vương đắc kỷ đó. Bây giờ con đi mượn của dân trung thử thành thiên long thần kiếm. Thanh kiếm này trên chém hung quân, dưới chém yêu ma, những nơi có kiếm khí, tự động tức yêu tinh đắc kỷ sẽ hiện nguyên hình. Đi lấy thanh kiếm thôi sao? Tức là không được cầm quân. Quả nhiên nhiệm vụ rất quan trọng rồi. Thưa tướng à, tôi là mẹ của nó, cần phải đi theo ha. Nhiệm vụ quan trọng này thím cứ hỏi nguyên soái đi. Nguyên soái tính sao?
quyết định quan trọng quá, dĩ nhiên là phải hỏi mẹ con rồi. Sao, đi không đi? Đi. Đi. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, làm người không có được như vậy. Lúc nãy con có biết là con đã làm mất mặt lắm hay không? Người ta nói thì con cũng nói, con là đứa trẻ mà. Mẹ đã nói con làm người phải biết khiêm tốn, nhẫn nại, quan trọng vô cùng. Nè, mà... đủ rồi nha. Đi rồi nãy giờ mẹ cằn nhằn hoài à. Để mặt chút đi, ít nhiều gì con cũng là đại nguyên soái mà. À, mẹ cằn nhằn con được bao nhiêu năm nữa chứ? Cằn nhằn khi nào, cằn nhằn bao lâu? Trong lòng mẹ cũng đã biết tính rồi, mẹ không có cằn nhằn sai đâu. Mẹ nói dài quá, hèn chi chồng mẹ bỏ mẹ luôn, phải rồi. Cái thằng quỷ, con chạy nữa hả? Mẹ con... Ê, ê. Mẹ không sao vậy? Ơi, con thèm được đánh lắm phải không hả nè? Đánh nè. Không phải ngứa ngáy, mà là ngứa chân. Hay là lấy phong quả luân ra chơi chút đi. Phong quả luân dùng để chơi à? Không phải dùng để chơi, mà là dùng để đạp nữa. Trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng có tối ngày khó được không? Cái cách đánh của mẹ bị người ta trông thấy con xấu hổ lắm. À, mẹ khó người ta bao nhiêu năm á, khó khi nào, khó bao nhiêu mẹ đều biết rõ. Thần binh lợi khí mà dùng để chơi hả? Mẹ đang nói chuyện với con đó. Không phải, mẹ là con bướm đó kìa, mẹ coi kìa, đó. Hey. À, mẹ nghĩ nó cứ theo mình hoài làm gì vậy? Mẹ cũng thấy lạ lắm á. Bướm bướm thì con nào cũng như nhau thôi, dám chắc nó sao? Con cảm nhận được mà mẹ. Chúng ta đang bận công chuyện mà. Đi đi. Thì đi. Nè, ngồi yên, ngoan ngoãn nha, đừng có nhúc nhích. Cãi lại ta cũng giúp người đâu. Chịu về đây rồi sao? Sư phụ. Sáng sớm biến thành con bướm bay đi hậu tinh nghịch ngợm đó. Người đừng giận nữa mà. Lúc có chuyện đến cầu xin ta thì rơm rớm nước mắt. Bây giờ xong rồi thì cách vài ba hôm lại biến đầu mất tiêu, khỏi phải làm việc sao? Dạ không, lát nữa con sẽ làm ngay. Cùng lắm con hứa với người từ nay con sẽ không đi nữa. Phải đó, Liên Hoa tỷ tỷ sẽ không đi nữa đâu. Bởi vì Na Trang sắp tới đây rồi. Phải đó. Sư phụ à, người đừng nói với họ chuyện con biến thành con bướm nha. Con yên tâm, sư phụ là người trọng lời hứa. Còn các người nữa, các người cũng không được nói, nếu không tỷ tỷ sẽ không thương nữa đâu. Dạ, tôi để biết rồi, tôi để sẽ không nói đâu, sẽ không nói đâu. Tới rồi. Đi nhanh đi. Được rồi. Tối ngại bắt mẹ nhắc con hoài. À, Liên Hoa. Liên Hoa. Tiếm ơn. Liên Hoa. Ê, Liên Hoa. Liên Hoa. Liên Hoa. Chẳng phải muội đã theo nữ hoa nương nương học pháp thuật hay sao? Sao ở đây vậy? Muội học xong rồi nên về đây. À, muội học xong rồi. Muội á sướng thiệt nghe, đi học pháp thuật bỏ mặt huynh ở đây làm người củ sen. Nữ hoa nương nương nói muội có duyên với người, nhất định đòi dạy muội, nên muội cứ đành chịu thôi. Vậy muội học được pháp thuật gì? Với lại không biết tướng mạo của nữ hoa nương nương có giống như bức tượng không? Người có nhắc gì tới huynh không? Tự nhiên sao lại nhắc đến con chứ, còn thiệt tình. Chào thiếp ơi, có nhận ra tụi con không? Không nhận ra sao được, mập hơn lúc trước đó nghe. Con có muốn ăn bánh củ sen không? Cũng được. Nè, tất cả các người la đủ chưa? Đạo trưởng. Đạo trưởng, xin chào đạo trưởng. Xin chào ông. Có chuyện thế nào phải không? Nói ra nhanh lên đi. Đệ tử Lý Na Tra nhận lời nhờ cậy của thừa tướng Khương Tử Nha vì đại nghiệp phạt trụ nên cất công tới đây để mượn một vật. Thì ra triều đình có yêu tinh nhiễu loạn triều ca. Hèn chi gần đây có nhiều quan hồn đến năn nỉ ta giúp chúng biến thành người củ sen. Theo suy đoán của thừa tướng, có thể yêu nghiệp đó là giang phi bên cạnh hoàng thượng Tô Đắc Kỷ. Ê, ta không cần biết người đó là ai. Tóm lại trừ ma dì đạo là trách nhiệm của một người học phép. Đây là Thiên Long Thần Kiếm mà các ngươi muốn dùng. Thanh thần kiếm này ngoại trừ đảm yêu diệt ma, còn có thể làm cho yêu tinh hiện hình. Nhưng nhất định phải có ngũ vị chân quả để luyện, có vậy mới hiệu nghiệm. Đạo trưởng à,
con cũng biết phun ngũ vị chân quả, hay là để con ở lại luyện kiếm giùm người có thể mau chóng thành công. Vậy cũng tốt. Được. Mẹ. Hả? Mẹ lập tức đến triều ca thám thính muôn tình, coi tên nhân phi đó còn muốn kế gì không. Sao lại bắt mẹ đi? Có phải làm phiền con không? Đâu phải. Con tôn trọng mẹ còn không kịp á. Chỉ có điều biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chuyến đi này mẹ đi là cái chắc. Nhưng mà con không thể đi với mẹ, con phải luyện kiếm. Mẹ cần con đi với mẹ lắm sao? Liên Hoa. Dạ. Con rảnh không? Dạ rảnh, dạ rảnh, dù sao cũng không có gì làm. Cái gì? Con không có gì làm à? Sư phụ à. Đạo trưởng à, cho nó đi đi, làm ơn đi. Thôi được, đi 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 đi. Dù sao ở lại đây cũng vô tích sự. Cảm ơn sư phụ. Nè, có người đi với mẹ rồi đó. Giỏi lắm, giỏi lắm. Đại ca, mình đã đi cả ngày nay, đi tới bao giờ đây? Đi thêm một lát nữa đi, không để về nhà nhìn mặt cha chủ ụ mà không giữ của nhị nương sao hả? Đại ca, muốn tới đây coi. Cái gì? Hai tên này mình đầy lông lá y như hồ ly vậy, là cái gì vậy? Cũng giống hồ ly lắm. Cô nương, cô đẹp lắm à. Ông làm cái gì vậy? Cô nương à, cô đẹp như vậy cần gì phải trang điểm chứ. Chẳng những đẹp mà cái eo còn thon thả nữa. Ê, để đâu vậy? Không có coi. Không có coi này, uống vào hút cá. Đừng la nữa. Ôi trời ơi, nè, không có coi đi đâu đó. Nè, đừng có chạy qua đó. Nè. Trời ơi, nè, không có coi nè, đừng qua, đừng có chạy qua. Nè, đừng có chạy qua. Bỏ chạy hết rồi. Đánh chết đi. Ngừng tay. Đánh à. Hai tên nghịch súc này cũng to gan lắm. Cha, Lý Tịnh này không có con gì vậy? Chuyện gì vậy cha? Phải đó, sao tụi con lại đây vậy cha? Cha, chuyện gì vậy? Mấy người thiệt không biết lem sỉ à, một lỗ hư hỏng à. Báo quan đi, lôi chúng đi ngâm lồng heo. Phải đó, mặt mày sáng sủa mà sàm sỡ con gái nhà lành, bắt chúng đi. Phải đó, bắt chúng đi, bắt chúng đi, bắt chúng đi. Phải đó, bắt chúng đi, bắt đi, bắt chúng đi. Bắt chúng đi. Mà giờ tư tương, giải hai đứa này về cho ta. Dạ. Cha, cha tin chúng con đi, không có đi qua tới chúng con mà. Dạ phải cha, con và đại ca không hiểu tại sao lúc đó đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, làm chuyện gì cũng không biết. Những chuyện chọc ghẹo con gái nhà lành lẽ nào chúng con lại làm chứ? Quan cho con cha. Mọi người tin hai con có ích gì? Ngoài đường cả thị tứ, mấy trăm con mắt đều trông thấy hai con hôn hết người này đến người khác. Tóm lại họ Lý có con cháu như hai con, đúng là bị mắc nợ mà. Nội à, chúng con bị quan mà. Quan cho con. Quan hả? Không phải chứ, muốn lừa người ta sao? Con có biết họ Lý chúng ta chính đời làm quan hay không? Bây giờ các con làm vậy, làm mất uy danh của họ Lý rồi còn gì? Nuôi không dạy là lỗi của cha. Cũng tại ngày thường cha không dạy các con đàng hoàng, mặc cho các con hành động hồ đồ gây nhiều chuyện xấu. Tướng quân à, bên ngoài có đông người lắm, họ đã bắt đại công tử và vị công tử cho quan xét xử. Phải tướng quân, con gái ở tiệm gạo đối diện nói là bị đại thiếu gia sàm sỡ, bây giờ đòi nhảy xuống giật tự tử. Còn con gái của bà bán cải thấy công tử trêu ghẹo con gái người đường, sợ đến phát điên luôn. Chẳng những như vậy, những bá tánh có liên quan hay không liên quan đều kéo tới đây. Họ nói hành vi của đại công tử và nhị công thứ độc ác quá, căm phẫn tột cùng, đòi ra mặt giùm khổ chủ nữa kìa. Trời ơi. Sao đây? Trời ơi, tỳ bà, cô lên tiếng đi. Ngày thường có chuyện gì con cũng ra tay giải quyết mà. Bây giờ con lập tức tìm cách giùm đi. Con tìm cách gì đi? Mẹ à, mẹ tìm lầm người rồi đó. Hả? Con không làm trụ cột trong gia đình lâu rồi. Đó, trụ cột trong gia đình đằng kia kìa, mẹ nhờ người đó đi. Con thấy hơi mệt, để con về phòng nghỉ ngơi. Tì bà.
Tịnh Nhi à, bây giờ tính làm sao đây? Chúng ta làm sao giải thích với dân chúng ở bên ngoài? Không lẽ giao hai tên súc sinh này cho quan phủ thật sao? Chúng sẽ bị chém đầu đó. Đại ca, Quỳnh nói cái gì đi chứ? Tịnh Nhi, phải là tướng quân à? Bây giờ tính sao đây? Tính sao đây? Quan gì? Quan gì mà cha? Người nào làm thì người đó gánh chịu. Hai người theo ta. Cha, tướng quân, tướng quân, tướng quân, đại ca. Tướng quân, chúng đi đâu vậy? Con đưa cho cha. Con đi qua tới chúng con đâu? Đừng ba, đừng dám mà cha. Trời ơi, tính sao đây? À, thì ra mấy người này là hồi sáng là cái trò đồ quải nè. Đúng rồi đó, đúng rồi, đánh đúng đi. Ra là con của Lý Thiên Dương, thất nhân thất đức như vậy. Cha ơi, anh cha đi rồi, có cha sinh cũng như là. Cha, cha, đánh chúng đi, đánh chúng đi. Cha, cha, chúng chết đi. Đã lễ hỏi, dạ, mau đi đánh trống khu chiên gọi các nhân lại tới đi. Tướng quân, đừng hỏi nhiều nữa, kêu đi thì đi đi. Đánh chúng đi. Dạ. Đánh đi. Đánh đi. Đánh chúng đi. Đánh chúng đi. Đúng là gia môn bất hạnh, sinh ra hai đứa con bất hiếu này. Nuôi không dạy lỗi tại cha. Hôm nay Lý Tịnh này đứng trước mặt các dân làng dạy dỗ đám người tử này một trận. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Dạy dỗ cái đánh gì được chứ. Cha, chúng con không có làm thiệt mà. Chúng con không có biết gì hết. Thế chúng con không có làm. Sao cha không tin chúng con? Im đi. Lỗi cũng tại ta. Ngày thường không dạy các ngươi đàng hoàng, để cho các ngươi hành động hồ đồ. Dám làm vậy? Các ngươi giữa bán ghẹo bán mặt, cứu ghẹo, cứu ghẹo. Bà nói rất đúng, hai người đã hư hỏng rồi, hư rồi, hư rồi. Cha, cha có nghe lời gì đưa mà, cha có nghĩ đến cảm xúc của chúng con không? Mẹ con nói rất đúng, cha có con mà không có hiểu tâm ý của con. Chúng con không làm, tại sao cha không tin chúng con? Cái lại hả? Hai tên nghịch súc này ngoan cố cứng đầu, có phải vẫn chưa biết lỗi không? Hả? Phải không? Đừng mà, phải đừng không? Mà, phải đừng không? Mà, đừng không? 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 Đừng chắc rồi đó. Tin nè. Ui dạ, ui dạ. Chính vì mẹ con không ở đây, cho nên ta phải giải các ngươi. Đúng có như vậy. Chứ bao giờ mẹ đánh giúp con. Chính vì mẹ không có ở đây, cho nên ta phải giải các ngươi. Đừng đánh nữa cha, đừng đánh nữa. Ui dạ, ông quá. Biết sai là không từ sửa. Ui dạ. Mình đi nhanh đi, mất công ở đây hồi nhận ra mình. Đừng đánh nữa cha, đừng đánh nữa mà. Cha, con biết lỗi rồi. Biết chưa? Biết lỗi chưa? Đừng đánh nữa cha. Hai đứa này. Tướng quân, phải đó Lý tướng quân à, đánh như vậy tôi nghĩ chúng đã biết lỗi rồi thôi bỏ anh. Ờ phải rồi Lý tướng quân, ngày thường chúng có làm gì có lỗi cũng biết rồi. Chúng tôi còn truy cứu nữa đâu, ông đừng có đánh chúng nữa. Phải rồi, bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ đi tướng quân, bỏ đi tướng quân, bỏ đi tướng quân. Không dám nữa đâu. Tội nghiệp chưa? Đánh mạnh tay vậy sao? Nếu biết trước như vậy, tại sao còn làm chứ? Ta hỏi hai người, biết lỗi hay chưa? Dạ biết thưa cha. Biết lỗi là được rồi, từ nay đừng có phạm nữa, đứng lên đi con. Cẩn thận nha. Có hai con kìa, làm cha tức giận như vậy đó. Mau vô trong rửa mặt, tự mình sám hối đi. Hả? Lão già, lão già. Vị tướng quân đây, nói phụng mệnh của hoàng thượng đến để gặp lão già. Lý tướng quân, hoàng thượng có lệnh, hai vị công tử ra thị tứ công khai trêu ghẹo thị nữ của Tô nương nương, gan to như trời, phải giải hai vị công tử vào cung diện thánh xét xử. Cái gì chứ? Mấy ba tánh này thì chỉ đánh vài roi thôi, còn Tô nương nương sẽ bị bao cách đó. Tính sao đi? Bao cách? Trời, tính sao bây giờ? Hai tên súc sinh này chết là thích đáng, con cũng đành chịu thôi. Tì bà, xưa nay con và nương nương có quan hệ thân mật lắm mà. Con làm ơn vào cung, cầu xin nương nương giúp hai tên súc sinh này đi. Nói vài lời giùm chúng đi. Nói vài lời giùm chúng đi mà. Trời ơi mẹ ơi, Tịnh ca mới là chủ của một gia đình. Tịnh ca nói không cần con nữa ý kiến, con làm sao dám xem vô. Tịnh Nhi à, con mau xin lỗi tỳ bà đi. Kim tra mộc tra là giọt máu duy nhất của nhà họ Lý chúng ta. Mẹ con muốn đứng nhìn chúng dân mồi vào miệng cọp. Đi, con nói tiếng xin lỗi đi. Nè,
Nói đi. Mọi người cứ từ từ bàn bạc, không phiền mọi người nữa. Nè, tì bà, con đừng có làm vậy. Nè, con niệm tình bà mẹ này, làm ơn đi mà. Hả? Làm ơn. Nè. Phải, lỗi cũng tại huynh. Được rồi, được rồi. Để ta đưa hai con vào cung gặp hoàng thượng và nương nương. Tì bà, cũng nhờ con có tấm lòng rộng lượng, sao không cảm ơn nhị nương đi. Cảm ơn nhị nương. Tình ca, mới không phải muốn mọi người hạ mình, bắt mọi người cầu xin mấy hả dạ. Cũng như câu nhất dạ phu thê bách dạ ân, không lẽ một đứa nhìn hai đứa nó chết sao? Mùi chỉ tức giận bấy lâu, mùi gia đình này chạy đôn chạy đáo như vậy mà mọi người không biết thông cảm cho mùi. Ngày thường cãi nhau thế nào chúng ta cũng là người trong nhà, có chuyện mùi nhất định giúp đỡ. Mùi không muốn chỉ khi nào có chuyện chúng ta mới là người trong nhà. Thì bà, lâu nay huynh quá sự ý đi phải không? Được rồi, để mụi đưa chúng vào cung. Huynh đi với mụi. Thôi khỏi, huynh yên tâm đi, mụi nhất định không để chúng có chuyện gì đâu. Kim Tra Mộc Tra, đi theo ta. Trụ đi đại lý tướng quân. Thiếm qua bển một lát. Dì có tầm đánh mặt nha. Thập nương, muội mới đến Triều Ca. Hiện giờ Kim Tra Mộc Tra thế nào? Muội biết chuyện của chúng sao? Muội thấy huynh đã đánh chúng, ở ngoài đường cũng có người bàn tán. Chúng không sao, muội đừng nên lo lắng. Muội muốn về thăm chúng. Vậy à? Nhưng mà cũng phải thôi, muội cũng biết không có tiện cho lắm. Thật ra không cần thăm cũng được, huynh là cha của chúng, lo lắng cho chúng là muội đã yên tâm rồi. Thật ra kẻ làm cha này cũng phải có trách nhiệm, cũng như câu nuôi không dạy nổi thầy cha. Huynh thật không biết dạy chúng thế nào. Đánh là thì đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, nhưng mà chúng vẫn không chịu nghe lời, không lẽ đánh chết mới chịu sửa. Vậy con cái thì phải từ từ dạy. Muội cũng biết là cực thân huynh lắm, cha là huynh mà mẹ cũng là huynh, từ từ dạy chúng. Ăn cơm đi. Hôm nay á mua được con cá ngon lắm đó. Đạo trưởng à, tôi biết ông rất thích uống rượu, tính rượu này dành riêng cho ông thưởng thức đi. Như vậy sao được, vừa phiền thím nấu cơm vừa bắt thím tốn tiền, như vậy sao được. Ông đừng có nói như vậy, con của tôi á nó thường làm phiền ông thưởng thức đi nha. Con thiếu một chén cơm, để con vô bới thêm. Thôi khỏi, thím thấy bụng no rồi không muốn ăn đâu. Nè mọi người cứ ăn đi, ăn cơm đi. Nè mẹ em khỏe hả? Đâu có đâu, mẹ thấy mệt thôi. Mọi người ăn đi, khỏi lo cho tôi. Nè ăn đi. À, con cá phải ăn nóng nghe. Ăn cơm đi, mau ăn đi. Thường ngày mẹ con ăn no mới ngủ, ngủ vậy là ăn nữa, sao hôm nay tự nhiên không chịu ăn vậy? Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm. Má. Sao con không ăn cơm hả? Con hỏi mẹ đúng hơn á, sao mẹ không ăn? Mẹ đã nói là mẹ muốn đi ngủ mà, đi ra ngoài đi. Đi. Có phải mẹ không khỏe không? Mẹ không có gì đâu. Không phải, chắc chắn là mẹ có chuyện gì rồi. Có gì đâu. Không có gì mà khóc hả? Không lẽ con phạm lỗi gì sao? Đâu có. Mấy hôm nay con chỉ luyện kiếm cho đạo trưởng, không có làm gì hết hả? Xảy ra chuyện gì mẹ? Mẹ có lỗi, mẹ chỉ thương một mình con, mẹ sai quấy, mẹ có lỗi.
Mẹ à, tóm lại con không hiểu gì hết đó, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói con biết đi mẹ. Là hai người anh của Win kiểm tra một tra, họ trêu ghẹo con gái ngoài đường. Ngụy và Tiếp Ân thấy Lý Tư Quân đánh họ một trận ở ngoài đường đó. Họ không có làm vậy đâu, chắc chắn là bị người ta đổ oan rồi. Vậy đi, để con đi làm sáng tỏ chuyện này cho. Được. Mất công càng ngày càng nhiều chuyện. Đừng đi, đừng đi. Mẹ à, con đó là đại nguyên soái, mẹ đừng có coi con như trẻ con nữa. Cha con sẽ giải quyết. Nghe lời mẹ, đừng có đi nữa. Đừng đi nghe con. À, thôi được, 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 không đi. Không đi, không đi, không đi. Còn mẹ cũng đừng khóc nữa biết chưa. Hả? Khương Tử Nha nghiên cứu binh thư. Ông ta biết hễ Thanh Thiên Long thần kiếm này làm cho đất Kỷ hiện nguyên hình thì chắc chắn Trụ Dương sẽ thảm bại như núi đổ. Thế là ông giao nhiệm vụ quan trọng này cho Na Tra, hy vọng cậu ta hoàn thành sứ mạng, lập quân quy làm phục lòng dân. Na Tra, con mang thanh kiếm này giấu trong tẩm thất của Tô Đắc Kỷ, phải đặt ở nơi gần nhất. Khi cổ tiếp xúc với thanh kiếm này, cổ sẽ hiện nguyên hình ngay, biến thành một vũng máu. Với lại con phải nhớ, lớp chu sa trên kiếm không được làm mất, bằng không công lực của thanh thần kiếm này sẽ giảm sút. Đến lúc đó dù cổ hiện lại nguyên hình cũng không tiêu diệt được cổ đâu. Con hiểu rồi đạo trưởng. Nè con à, dạ. Con nhớ phải cẩn thận nha. Đây là nhiệm vụ đầu tiên thủ tướng giao cho con làm, nhất định phải làm tròn. Treo kiếm thôi mà, có gì khó khăn đâu mẹ. Đó đó đó, đó. Con lại phạm nữa. Thôi đi, mẹ vẫn không yên tâm, để mẹ cùng. Thôi không phải chứ, mẹ lại muốn đi theo con nữa. Mẹ không có đi theo, Liên Qua đi theo. Trời ơi, bây giờ con đi lo việc lớn, đưa cổ đi theo mất công vướng bận tay chân con lắm mẹ. Ai nói là vướng bận tay chân chứ, Liên Qua có theo nữ hoa nương nương học phép mà, không chừng còn giỏi hơn con nữa đó. Liên Qua, canh chừng giùm thím. Dạ. À, phải rồi, muội theo nữ hoa nương nương mấy lâu nay, ngay cả phép đằng dân cũng không biết vậy sao? À, muội theo nữ hoa nương nương học những trí tuệ lớn, chứ không phải là pháp thuật đằng dân giá vũ. À, nhưng mà đằng dân giá vũ chỉ là phần cơ bản thôi mà, thần tiên nào cũng phải biết chứ. À, có phải nữ hoa nương nương nó dạy muội, nhưng mà muội ngu quá không thuộc cái gì phải không? À, cẩn thận đó. Ui. Ráng đi đường đi, sao bay đại vậy? Đùa vui với muội thôi, nhìn thấy mặt hoảng sợ của muội kìa. À phải rồi, nữ hoa nương nương có nhắc gì đến huynh không vậy? Có, đương nhiên là có rồi. Người nói huynh không có tâm can, làm việc lại không tập trung, lại còn tối ngày trọng suy diễn nữa, trước sau cũng phải gặp rắc rối đến nỗi sức môi mẻ trán. Nè, huynh đã sửa nhiều lắm rồi đó, lần sau muội đi coi yêu khí ở dưới kia, xuống dưới coi thử nghe. Mùi sướng thiệt, đường đường là tứ đại thiên dương cũng bị mùi làm hắn phải khuất phục. Cũng nhờ tỷ tỷ giúp đỡ thôi. À phải tỷ tỷ, đây đã nhập xác đứa em trước. Ta cũng nhập xác của đứa anh vậy? Cái gì, ta đã ôm cô gái đó trước. Ta cũng có vậy. Được rồi, cả hai đều rất giỏi. Vậy đồng hồ ly tỷ tỷ sẽ đãi cả hai ăn được. Quay quá. Tỷ tỷ à, nhưng mà đêm nay mùi không thể ở lâu quá. Nhớ người đàn ông đó hả? Thương thiệt rồi. Tỷ đó, tỷ đừng uống nhiều quá, mới công lát nữa không đủ sức lực để lộ cái đuôi ở trong cung thì rắc rối à. Xì, tỷ không có đàn ông, mỗi lo cho bản thân mình còn hay hơn. Có chừng sơ ý hiện nguyên hình tỳ bà, đến lúc đó làm người của muội hoảng sợ, mất công là tốn công phí sức. Hừ, làm gì có chứ. Thì ra vị nương của huynh là yêu tinh. Sao nãy giờ chưa tới vậy? Chúng ta lập tức vào cung treo kiếm đi, chuyện này không thể chậm trễ được. Mà đừng có ôm sòm nữa mà. Có phải đâu, không giết được Tô Đắc Kỷ, làm sao trình bày với thừa tướng này, với lại huynh sẽ bị xử theo quân pháp. Người ta nói xử theo quân pháp, muội cũng nói xử theo quân pháp, muội biết thế nào là quân pháp. Nè, muội còn la lối ôm sòm nữa, huynh đuổi muội về giờ.
Nó ra. Dạ. Con nhờ người ta gọi cha tới có chuyện gì? Chuyện là gì? Con nghi ngờ nhị nương là yêu thì bà. Con nói cái gì vậy? Con không có nói bậy đâu. Lúc nãy ở trên núi con thấy cổ cười nói vui vẻ với đám hồ ly tinh. Lát sau con còn nghe được chính cổ đã sai khiến hai tên hồ ly nhập sắc vào đại ca nhị ca trêu ghẹo con gái đó. Hoang đường. Cha con đường đường là thiên vương. Không lẽ luôn cả người cùng chăn gối là người hay yêu cha không biết à? Có thể pháp lực của cổ cao hơn cha, mê hoặc cha nên cha không thể phân biệt. Con nói cái gì vậy? Cha không tin con thì cũng nên tin đại ca nhị ca. Từ nhỏ tới lớn họ luôn lễ phép trước sau. Cha nói họ một, họ không dám nói hai. Tự nhiên sao lại chạy đi trêu ghẹo con gái chứ? Năm năm qua mẹ con không ở bên cạnh cha, thì bà đã giúp cha quán xuyến gia đình. Cổ luôn trung thành với họ Lý và mọi người. Lẽ nào có lẽ hại đại ca nhị ca của con? À, hay lắm. Cha không tin đại ca nhị ca, cha cũng nên tin cổ. Từ nhỏ tới lớn cổ chỉ biết gật lắc đầu thôi. Xưa nay không biết nói dối. Những gì lúc nãy con thấy cổ cũng nhìn thấy đó. Thì bà là yêu tinh. Không thể nào. Cha à, cha tin cổ một lần được không? Chính cổ đã làm mẹ không thể về gia đình. Chính cổ đã làm gia đình mình không thể đoàn tụ. Phải, cha công nhận con người của tỳ bà hơi thâm độc. Nhưng nếu con nói cổ là sơn tinh yêu quái thì e rằng quá đáng. Dù cổ và mẹ con có hiểu lầm gì đi nữa, cổ cũng là dị nương của con. Phận làm con tuyệt đối không được vu khống cho mẹ con. Con đừng kiếm chuyện sinh sự ở đây nữa, mau quay về với mẹ con đi. Cha, đây là Thiên Long Thần Kiếm do đạo trưởng Dân Trung Tử luyện được, có thể làm yêu tinh hiện lại nguyên hình, biến thành một vũng máu. Cha đem về thử nhị nương đi, cha sẽ biết con không nói dối. Không được, đừng đưa thanh kiếm này cho ai. Im đi, huynh tự biết sắp xếp. Cha, con đừng nói nữa. Cha không vì vài lời nói của con biến tỳ bà thành một vũng máu đâu. Cha à, Thiên Long Thần Kiếm chỉ đối phó yêu tinh, đối với người tầm thường nó không có sức sát thương. Nhưng mà cha phải nhớ, không được làm mất lớp chu sa trên kiếm, còn bằng không uy lực sẽ giảm sút. Tới lúc đó con sợ cha không thể đối phó của yêu tinh. Cha cầm đi. Thanh Thiên Long Thần Kiếm này có thể bắt liễu tỳ bà hiện